Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Quan Chí Việt chuyện cũ từ bao lâu nay. Từ trước đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam thường hay nại lý do dân trí còn thấp để đổ thừa nhiều chuyện, kể cả những chuyện mà thật ra là trách nhiệm của nhà nước chứ không phải của dân, cũng như để né tránh việc nhà cầm quyền còn nợ người dân các quyền căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập nghiệp hội và tự do biểu tình. Nhưng nhìn lại từ những phát ngôn, việc làm, tâm và tầm của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể nói rằng ở Việt Nam quan trí mới là vấn đề cần phải lo ngại hơn gấp nhiều lần. Đây là hình ảnh Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu rằng chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch. Nhưng sau ông lại chối là không nói. Sau vì báo chí đưa bằng chứng bằng audio ghi âm, ông mới nói lời xin lỗi cả nước. Cũng không ai rõ vì sao ông Lê Minh Tấn thăng chức vù vù như vậy, trong khi ông tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2003 theo hệ bổ túc. Bằng tốt nghiệp xếp hạng trung bình, đặc biệt là khi chưa có bằng tốt nghiệp, thì ông Tấn lại được ưu ái cử đi học hệ cử nhân tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng là hệ tại chức. Những căn bệnh chung của quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, một điều mà ai cũng thấy đó là quan chức Việt Nam họ không mở miệng thì thôi, mà cứ mở miệng thì phần lớn là làm cho người dân phải sốc, gây phẫn nộ hoặc bật cười, hoặc vì sự giả dối và gian trá, vô cảm, thiếu thực tế, xa dân, hoặc vì sự hoang tưởng của họ. Có thể kể ra đây một vài ví dụ về tư duy, trí tuệ, tầm nhìn, khả năng, diễn đạt, vân vân. Phần lớn quan chức lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong mọi cuộc họp lúc nào cũng chỉ thấy cầm giấy viết sẵn, nhai đi nhai lại những luận điệu cũ rích, sơ cứng hoặc bộc lộ một tư duy lòng vòng, không ai hiểu gì như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói câu sau. Nói Biển Đông không phải chỉ là Biển Đông. Nói Biển Đông không phải chỉ là quan hệ ta với Trung Quốc. Nói Biển Đông không phải là toàn bộ vấn đề về Biển Đông. Nó chỉ có một cái chỗ quần đảo Hoàng Sa với lại quần đảo Trường Sa, vân vân. Còn ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, một người có cung cách ăn nói bình dân đến mức dân dã, với không ít phát ngôn nằm trong danh sách những câu nói ấn tượng nhất trong năm. Một trong những lời vàng ngọc được nhiều người nhớ nhất trong chuyến thăm Cuba năm 2009, ông đã nói như sau. Có người ví von Việt Nam, Cuba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ. Còn khi nói về đoàn kết dân tộc, ông Chiết lại nói rằng chúng ta là con một nhà, là con lạc cháu hồng, cùng một bọc trứng sinh ra, trên thế giới này ít có nơi nào mà có cái đó lắm á. Ông nói như vậy. Đây là hình ảnh ông nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Nói về thói vô trách nhiệm, ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời về trách nhiệm với vụ Vinashin trong buổi thảo luận đánh giá 10 năm đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước vào tháng 12 năm 2011 khi đó ở Hà Nội. Ông nói như sau. Xảy ra chuyện như Vinashin, cuối cùng Thủ tướng đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu chính phủ, chứ tôi không ra quyết định nào sai. Thói bao biện và ngụy biện thì ông cựu Bộ trưởng, cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì lại nói như sau. Hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, cách chức đi, kỷ luật đi. Ngày mai thấy sai chỗ kia, cách chức đi, kỷ luật đi. Lấy ai mà làm việc, các đồng chí? Câu hỏi đặt ra. Báo Hùng đã phát biểu như vậy trong phiên chất vấn của Quốc hội sáng ngày 12 tháng 6 năm 2010. Còn thói kiêu ngạo cộng sản đến mức hoang tưởng, một đặc điểm khá nổi bật của quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong mọi phát biểu, trong mọi văn bản, nhân những ngày lễ lớn, trong mọi cuộc họp của Đảng, có thể nhặt ra không hết những câu tự khen, tự sướng của họ khi nói về thành tích của Đảng và Nhà nước Cộng sản. Bà cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cũng rất tự tin khi phát biểu vào năm 2011 rằng nhà nước của ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản. Bà nói như vậy. Đây là hình ảnh ông nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với phát biểu cứ cách chức kỷ luật thì lấy ai mà làm việc. Cũng một kiểu tự tin trên đời, không biết có ai đó là ông Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, đã nói như sau.
Hãy nhìn ra nước ngoài để thấy rõ hơn những thành tựu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong lĩnh vực nhân quyền. Còn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì lại nói rằng, nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không? Đó là vào hồi năm 2016. Và ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cam go để đưa dân tộc đến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác. Đấy là phát biểu nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 2019. Còn phát biểu của ông cựu Thủ tướng và hiện nay là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, giai đoạn đầu khi Việt Nam kiểm soát khống chế được dịch khá tốt, trong khi đó Mỹ và các nước châu Âu lao đào đã hùng hồn tuyên bố rằng nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng nằm trong số các quan chức có rất nhiều phát ngôn hoang tưởng. Và đó là những người đứng đầu, còn các quan chức cấp thấp hơn các ông bà Nghị khi phát biểu trong các kỳ họp Quốc hội càng làm cho người dân choáng váng vì sự rốt nát, huênh hoang, vô cảm của họ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong Hội nghị Trung ương Đảng. Không chỉ thế, quan chức Cộng sản còn trí trá, nói xong rồi thì chối, làm xong rồi thì phủi, ngồi xổm lên luật pháp, coi nhân dân như trẻ con nó lấy được, hoặc tệ hơn, vu khống khép tội ngược lại cho người dân. Mà chỉ qua hai ví dụ, chưa xa lắm là vụ cưỡng đất đai tại Tiền Lãng, Hải Phòng hay vụ án Đồng Tâm là chúng ta có thể thấy sự dối trá, vu khống, tàn ác của Cộng sản đến mức nào. Đại dịch một lần nữa chỉ làm lộ rõ hơn vấn đề quan trí. Đại dịch cũng một lần nữa cho thấy sự ưu kém về năng lực, thói vô cảm, vô trách nhiệm, quan liêu của phần lớn quan chức Việt Nam từ trên xuống dưới. Mới đây thôi, ông Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn đã phát biểu trước Hội đồng đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 10 rằng chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch cả. Trong đợt bùng phát dịch vừa qua, Sài Gòn đã bị dịch nặng nhất, mười mấy ngàn người chết, bao nhiêu người lâm vào cảnh túng thiếu, khốn khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hàng chục ngàn, cả trăm ngàn người lao động nhập cư đã phải mấy lần bỏ thành phố, tháo chạy về quê trên những con đường đau khổ bằng tất cả các phương tiện của mình. Nếu không nhờ người dân tự nguyện giúp đỡ nhau, lá rách đùm lá rách nát, theo tinh thần nhân ái, tương trợ, người Sài Gòn từ bao đời lâu nay thì có lẽ số người chết vì dịch, vì đói còn nhiều hơn gấp bội. Thế mà ông Lê Minh Tấn có thể phát biểu một cách thản nhiên như vậy. Và khi bị dư luận phản ứng thì ông còn chối là không nói và đổ cho báo chí hiểu, tức là trích dẫn không chính xác. Và đến khi báo chí trưng ra băng ghi âm thì mới chịu thừa nhận và xin lỗi. Cũng vô cảm không kém, vào ngày 12 tháng 10 năm 2021, ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đã phát biểu rằng tiền trong dân còn rất nhiều, làm sao khơi thông được nguồn lực này. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Người dân thì vừa mới trải qua những ngày dài phong tỏa và vẫn lao đao khốn khó vì đại dịch, trong khi sự hỗ trợ của nhà nước không đáng kể và nhiều lúc không đến đúng tay người được nhận. Thì ông Chủ tịch Quốc hội chỉ nghĩ đến chuyện làm sao moi được thêm tiền từ người dân. Và đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Cộng sản nhòm ngó đến tiền vàng trong dân, nghĩ cách làm sao huy động được để bù vào ngân sách thiếu hụt nợ như chú chồm của nhà nước và những khoản tiền rất lớn đã bị các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng mất. Đâu chỉ là lời nói, trong suốt mùa dịch, họ đã có vô số hành động, chủ trương, chính sách độc đoán, hà khắc, sai lầm, góp phần làm cho hậu quả của đại dịch thêm nặng nề hơn. Tỷ lệ số người chết tính trên số tỷ lệ người bị nhiễm cao hơn nhiều quốc gia khác, đời sống của nhân dân khốn khổ hơn. Con người tạo ra thể chế và ngược lại thể chế cũng tạo ra con người. Về trí, tầm, một mặt có lắm quan chức Cộng sản rốt nát một cách hết sức tự tin. Mặc dù nhìn vào lý lịch thì người nào cũng bằng cấp, sủng sẻng như chuồng. Tiến sĩ, giáo sư, cả rổ. Nếu so sánh với nhiều nước khác, có lẽ các quan chức Việt Nam có bằng cấp cao hơn họ rất nhiều. Nhưng sự thật là nhiều quan chức Cộng sản Việt Nam đã bỏ tiền ra mua bằng cấp, chạy ghế và do một trong cơ chế độc tài không có sự bầu chọn công khai minh bạch. Toàn chạy chọt, dàn xếp và chia ghế với nhau
nên rất nhiều người không có thực tài mà vẫn ngồi vào những vị trí rất cao. Rồi cha có chức thì con cũng có ghế, gia đình, dòng họ đều ấm chỗ và tiếp tục tham nhũng trên mảnh đất của người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021 với bản tin Quan Chí Việt, chuyện cũ từ bao lâu nay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.